Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng nhà quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi tại các tỉnh do nhiều yếu tố như và, ruộng và, ớt, loại ớt, khả năng mua, vận chuyển và tại từng tỉnh thành nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau: ớt Chỉ Thiên tại các tỉnh miền Tây, Vĩnh Long 37.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp 37.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang 36.000 đến 39.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ 36.000 đến 39.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh 37.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng 36.000 đến 39.000 đồng mỗi kg, giá ớt cổ nhì và khoảng và 26.000 đến 27.000 đồng mỗi kg, giá ớt cổ nhất và khoảng và 34.000 đến 35.000 đồng mỗi kg, giá ớt nách, ớt xuất khẩu và khoảng và 37.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, ớt Chỉ Thiên tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, Đắk Lắk 25.000 đến 28.000 đồng mỗi kg, Gia Lai 25.000 đến 28.000 đồng mỗi kg, Bình Định 22.000 đến 26.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng 26.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai 25.000 đến 28.000 đồng mỗi kg, ớt chợ có giá từ 20.000 đến 22.000 đồng mỗi kg, các tỉnh phía Bắc 16.0 đến 18.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng đẹp cổ nhất 24.000 đến 26.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng đẹp cổ nhì 20.000 đến 22.000 đồng mỗi kg, ớt sừng chín đỏ 14.000 đến 15.000 đồng mỗi kg, ớt xiêm xanh 37.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, ớt chuông đỏ 35.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, ớt chuông vàng 35.000 đến 40.000 đồng mỗi kg. Trên đây là giá thực tế bà con bán tại rẫy hôm nay. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá ớt cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá ớt, kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây.